Đầu video xin chúc ông bà cô chú và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Bữa nay tới cử hai anh em đi thăm bảy gắn nha các bạn ơi. Bữa nay tới ngày tới cử đi thăm bảy gắn, có dính ghi hình lại cho các bạn xem nha. Rồi cái đầu tiên là thấy chớt rồi đó các bạn ơi. Còn chuột không? Tiếp tục là cái thứ hai nha các bạn. Vô. Hả? Dính được một con hổ hành nha các bạn. Con hành chết luôn á về. Ôi xoay qua coi ấy. Trời chắc lâu quá, chết khô queo luôn hả gì. Người nó đứng rồi. Cô gắn nhỏ các bạn ơi. Gắn không được bự. Một con là gắn nhỏ à. Để tiếp tục thăm cái sau đó mình cho các bạn xem nha. Tiếp tục mình tới điểm thăm bảy nha các bạn. Hy vọng cái này dính con nhỏ to to cho các bạn xem đây. Nặng không? Rồi chết nữa rồi các bạn ơi. Cái này có dắt không mày? Hả? Thấy còn ướt. Trong đó mấy cái? Còn chuột luôn. Sao vô gạo không? Rồi chuột còn sống luôn các bạn ơi. Sao mà lúc này đặt nó ít chạy quá các bạn. Bữa nay hai anh em mình thất thu rồi các bạn ơi. Tiếp tục nghe các bạn. Quên chỗ rồi bạn ơi. Chạy lại chạy tiếp.
chưa? Hy vọng cái này có thành quả rồi cho các bạn xem ấy. Clip mình đi thăm bãi gắn tới đây là mình kết thúc nha các bạn. Hôm nay mình đi thăm mấy cái bãi xa nó không dính, mà về tới nhà mấy cái bãi gần gần nó dính với các bạn. Rồi mình không có quay cho các bạn xem á. Rồi mình với nhà mình đi dở vô rồi mình mới bắt ra nữa các bạn. Con nào lấy to con ký 1 ký 2 không các bạn ơi. Thôi vậy buổi clip thăm bãi gắn đến đây mình xin kết thúc nha các bạn. Mấy bạn thương hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Ủng hộ tinh thần anh em nghe không? Rồi xin chào tạm biệt các bạn.